sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Chào mừng các bạn đã quay trở lại môn lịch sử và địa lý lớp 5 của bộ sách Cánh Diều. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu bài số 16, Đất nước đổi mới. Như chúng ta đã được học ở trước đó, đất nước ta trải qua bao biến cố thăng trầm, cũng như là trải qua hàng vạn cuộc đấu tranh to, nhỏ để chống lại ách kẻ thù xâm lược. Vậy đến với bài học ngày hôm nay, khi đất nước đổi mới thì chúng ta có những nhiệm vụ gì và chúng ta sẽ đổi mới những thành phần nào? Thì sau đây cô và các bạn cùng nhau đi vào phần khởi động. Trong phần khởi động thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu câu hỏi trang số 76, quan sát hình 1 và kể tên các đồ vật trong hình. Hình 1 đây là một hình để tái hiện lại phòng khách thời bao cấp. Vậy quan sát vào hình 1 nào. Các bạn cho cô biết là những đồ vật nào được sắp xếp trong phòng khách này? À, chúng ta có thể thấy là xe đạp này, mũ cối này, quạt con cóc này, hay là tivi này, hay là những cái đài cassette này, hay là bàn ghế. Trên bàn ghế thì gồm có đĩa này, ấm chén, điếu cày, hay là trong tủ thì gồm những bộ cốc chóe, đúng không nào? Đây chính là một phòng khách của thời bao cấp. Và chúng ta thấy là nó cũng có đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt, rất là tiện nghi. Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu sâu hơn về đất nước thời kỳ đổi mới trong phần khám phá. Trong phần khám phá thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu câu hỏi trang số 76, đọc thông tin và quan sát hình 2, em hãy mô tả hiện vật có trong hình. Đọc thông tin và quan sát hình 3, hình 4, em hãy kể lại một số câu chuyện về thời bao cấp ở Việt Nam. Thì chúng ta quan sát hình 2 đây là quạt con cóc, hình 3 là sổ đăng ký mua lương thực, còn gọi là sổ gạo thời bao cấp, và hình 4 là hình ảnh xếp hàng mua hàng hóa thời bao cấp. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi mô tả hình quạt con cóc. Chúng ta thấy rằng quạt con cóc nó có dạng hình dáng nhỏ gọn giống như con cóc, thân quạt gồm hai mảnh nhựa ốp vào nhau, bọc lấy phần lõi đồng khiến hình dạng trông như con cóc. Quạt con cóc thì có 3 cánh bằng nhựa, đế bằng sắt uốn chắc chắn. Quạt này do Việt Nam sản xuất, rất bền, chạy được lâu mà máy không bị nóng, được dùng phổ biến trong các hộ gia đình thời bao cấp. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ kể tới ký ức thời sổ gạo, tức là phiếu mua lương thực. Thầy giáo Nguyễn Văn Hàng kể lại, vào những năm 1980, ông thèm bát cơm trắng và những thứ như cây bút, tờ giấy trắng, những chiếc lốp xe chưa bị vá. Năm ấy, vợ ông sinh con đầu lòng, tiêu chuẩn gạo hàng tháng là 13kg trên một khẩu, nhưng thường chỉ được lĩnh 3kg, còn lại quy đổi lúc bột mì, lúc mì sợi vụn, lúc khoai lang. Cả tiêu chuẩn của ông cũng dành cho vợ. Mấy tháng trời, ông quên mất trên đời còn có món cơm trắng, còn thịt chỉ là thứ ông mơ ước. Như vậy thì thông qua câu chuyện của thầy giáo Nguyễn Văn Hàng kể lại thì chúng ta thấy rằng đất nước trong thời kỳ đổi mới cũng chưa hoàn toàn phát triển, ngỗ nào cũng có nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn nhất là về lương thực, thực phẩm hay là những nhu yếu phẩm. Đây này, còn thịt thì chỉ là những thứ ông mơ ước. Đó. Tiếp theo chúng ta phải kể đến câu chuyện là xếp hàng thời bao cấp. Theo nhà văn Ngô Minh kể lại, tôi đã từng cùng Thuận đi xếp hàng mua thịt, mua dầu, mua gạo, mua vé tàu hỏa, xếp hàng lấy nước nhiều lần. Thôi thì đủ kiểu, nhiều người xếp cục gạch có ghi số nhà hay tên người, có người đưa con nhỏ đứng xếp thay mẹ cũng được mọi người tôn trọng như người lớn đứng xếp. Vì mẹ bận xếp hàng ở cửa hàng khác nên đến lượt bé phải lùi sau cho người đến. Đến khi mẹ nhớ ra con thì trời đã tối, con trẻ khóc hết nước mắt, lại không có mẹ nên không mua được hàng. Đó, chúng ta thấy là ở cái thời kỳ bao cấp ấy, khó khăn thì chớ, nhưng mà khi mua hàng, khi đổi những nhu yếu thực phẩm thì cần phải xếp hàng lấy số để mua hàng. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu câu hỏi trang số 77. Em hãy sưu tầm và mô tả hình ảnh một hiện vật thời bao cấp. Thì ở đây cô có đưa ra cho các bạn về sổ lương thực hay là sổ gạo.
là cuốn sổ in sẵn, giấy màu nâu có kích thước bằng nửa tờ giấy, bên trong ghi sổ đầy đủ thông tin về chủ hộ và tiêu chuẩn lương thực của các thành viên trong gia đình hàng tháng. Tiếp theo, cô giới thiệu cho các bạn đèn đốt bằng dầu hay được gọi là đèn bão, vì ra gió to như bão vẫn không bị tắt bởi vì nó có vòng trắng này này. Tiếp theo, chúng ta phải nhắc tới một vật nữa không thể thiếu, đó là tivi màn hình đen trắng. Ở thời bao cấp thì những gia đình nào có điều kiện kinh tế khá giả thì mới mua được tivi màn hình đen trắng, và mọi người ở trong xóm hay là trong thôn làng thường tập trung tới gia đình có tivi đen trắng để xem những chương trình. Tiếp theo, câu hỏi trang số 77, đọc thông tin và quan sát các hình 5, 6, 7, 8. Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và mô tả hiện vật trong hình 7. Chúng ta có hình 5 là bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Hình 6 là mua hàng trong siêu thị ở Hà Nội, và hình 7 quạt điện cơ. Hình 8 là cụm công nghiệp khí điện đang ở Cà Mau. Chúng ta thấy với thời kỳ hiện nay, đất nước trong thời đại đổi mới, kinh tế xã hội thì có ngày phát triển, hàng hóa dồi dào, nhiều sản phẩm vừa cung cấp đủ nhu cầu trong nước và được xuất khẩu. Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, tăng vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với hình 7 là quạt điện cơ. Chúng ta sẽ đi mô tả hình số 7, bao gồm động cơ chạy bằng dòng điện. Động cơ này được gắn vào các cánh quạt thông qua một trục. Trục roto này được chạy bởi động cơ và quay các cánh quạt với các tốc độ khác nhau, tùy thuộc vào tốc độ cài đặt cho động cơ. Tiếp theo, cô và các bạn cùng nhau đi trả lời câu hỏi trang số 78. Em hãy mô tả hình ảnh một hiện vật thời kỳ đổi mới mà em sưu tầm được. Ở đây thì cô xin mô tả máy vi tính. Thì máy vi tính có nhiều loại khác nhau, nhưng thường có hai loại phổ biến, đó là máy tính để bàn và máy tính xách tay. Một máy tính thì bao gồm bộ phận như là bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ, bộ vào. Máy tính thì có khả năng xử lý thông tin với tốc độ nhanh chóng, cho phép chúng ta thực hiện các nhiệm vụ mà bằng tay thì không thể hoặc là tốn rất là nhiều thời gian. Rồi, cô và các bạn cùng nhau đến với phần luyện tập. Ở phần luyện tập thì chúng ta đi vào phần luyện tập số 1, viết những cụm từ và ô phù hợp với thời bao cấp hoặc thời kỳ đổi mới theo gợi ý dưới đây vào vở ghi. Cụm từ tem phiếu, siêu thị, sổ gạo, xuất khẩu gạo, quạt con cóc và xếp hàng trong thời bao cấp hoặc thời kỳ đổi mới. Thì ở đây cô có với thời kỳ bao cấp chúng ta có là việc sử dụng tem phiếu để mua hàng này, sổ gạo để lấy gạo này, quạt con cóc hay là xếp hàng để mua nhu yếu thực phẩm. Còn với thời kỳ đổi mới thì thay vì xếp hàng thì chúng ta đi vào trong siêu thị hay là các trung tâm thương mại để mua hàng. Ngoài ra thì những cái nhu yếu phẩm không chỉ cung cấp được cho người dân trong nước mà chúng ta còn có thể xuất khẩu được sang nước ngoài, các thị trường quốc tế. Đến với phần luyện tập 2, vì sao Việt Nam lại tiến hành đổi mới? Công cuộc đổi mới đã mang lại thành tựu gì về kinh tế xã hội? Chúng ta thấy rằng với thời kỳ bao cấp thì các nhu yếu phẩm rất là khó khăn, thiếu thốn đúng không nào? Thịt chỉ là ước mơ hay là phải đứng xếp hàng, mẹ phải cho con đi xếp hàng, còn mẹ đang xếp hàng ở quán khác để lấy những nhu yếu phẩm phục vụ cho gia đình. Còn với thời kỳ đổi mới thì chúng ta được mua sắm một cách tự do hay là đi tham quan những nơi rất là đẹp đẽ, lung linh, xa hoa đúng không nào? Vì thế đây chính là câu trả lời. Đến giữa những năm 80 của thế kỷ 20, kinh tế Việt Nam rơi vào khủng hoảng, mô hình cũ không còn phù hợp. Do đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam tiến hành đổi mới để nhanh chóng đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Những thành tựu về kinh tế xã hội của công cuộc đổi mới. Về kinh tế, xuất khẩu các mặt hàng như gạo, nông sản, thủy sản trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Về xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, tăng vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Rồi,
Như vậy, cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu xong về đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, và nhờ có sự đổi mới, nhờ có những chiến lược đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thì đất nước ta đã ngày càng phát triển và trở thành những nước đang phát triển, đúng không nào? Và cô hy vọng rằng với vị thế của Việt Nam hiện tại, cũng như là với vai trò của chúng ta là những người con, là công dân của đất nước, là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thì chúng ta cần phải học tập thật tốt để cố gắng trở thành những người công dân tốt, có công, có sức và có những đóng góp to lớn cho đất nước Việt Nam. Và phần bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.